Tiếp tục là 67 nha anh em. 67 vẫn làm với cấu hình rất là quen thuộc. Đó là Vendo 13T3, cái 54 đầu lồng nhỏ. Bình xăng con LS con mai đen. Đầu lồng nhỏ 49cc nha. Đây. Cực kỳ êm. Rồi cảm ơn anh em 67 thì cũng đã tin tưởng ở shop mình. Thì cứ gửi xe hoặc là gửi máy 67 vô cho anh em mình làm liên tục. Đây, đây là xe này làm với cấu hình là Vendo 13T3 cái 54 đầu lồng nhỏ 49cc nha anh em. Bài này đi ra đường là dành đầu lồng là tưởng nó 50 nhưng mà thực sự bên trong là nó tới cái 54 luôn. Cầu làm máy nâng cấp động cơ có thể liên hệ qua số điện thoại là 0933 9.